Chào các bạn, hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn một cái tư duy rất là quan trọng. Tức là chúng ta làm những việc nhỏ thì chúng ta sẽ dẫn đến những cái kết quả lớn. Không phải là chúng ta làm việc lớn nó sẽ tạo ra việc lớn, mà muốn có được những kết quả lớn thì chúng ta bắt đầu từ những cái kết quả, những cái công việc nó rất là nhỏ. Và hôm nay mình sẽ dành thời gian khoảng 20 phút thôi. Mình chia sẻ đến các bạn những cái chương trình đặc biệt này. Và bây giờ là chúng ta gặp nhau, kết nối nhau, làm quen với nhau. Và hôm nay là mình chia sẻ với bạn trên cái trang fanpage của mình. Bình thường thì mình chia sẻ ở cái trang cá nhân, còn hôm nay mình live stream trên cái trang fanpage của mình. Và bạn nào lần đầu tiên xem live stream của mình, bạn nào đang xem live stream thì các bạn comment xuống để mình biết nhau, chúng ta chào nhau và chúng ta làm quen nhau. Các bạn có thể là hai, hoặc là bạn nào mà lần đầu tiên xem live stream của mình thì các bạn bấm số 1. Còn bạn nào mà đã biết mình rồi thì các bạn bấm số 2. Hoặc các bạn giới thiệu họ tên của mình, các bạn ở cái khu vực nào đó để mình biết. Mình biết các bạn đang xem để chúng ta có cơ hội chúng ta kết nối, chúng ta làm quen với nhau. Và chúng ta chia sẻ tập trung vào cái chủ đề nó rất là quan trọng này. Và để bắt đầu vào chương trình thì mình giới thiệu về mình một chút xíu. Mình tên là Nguyễn Thái Duy và hiện tại thì mình 42 tuổi. Các bạn cũng giới thiệu về các bạn nhé, để cho mình biết. Và mình là hiện tại là người sở hữu vườn ươm doanh nhân Bitraning, và mình thành lập đó năm 2009, cho tới nay nó cũng đã được 9 năm rồi. Nơi trung tâm mình cũng giới thiệu để cho các bạn cùng nhau thấy ha. Bitraning là cái tên như thế nào? Bitraning là cái chữ Bitraning. Và cái khóa học nổi tiếng của mình trong 9 năm qua đó là khóa học làm chủ, giúp cho các bạn làm chủ doanh nghiệp. Mình chia sẻ những kinh nghiệm cho các bạn làm chủ doanh nghiệp thôi. Và cái đây là cái địa chỉ trung tâm của mình, số điện thoại. Vâng, và mình cũng là tác giả của ba cái quyển sách này. Cái quyển thứ nhất là cái quyển Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu, giúp cho chúng ta cái cách đi ra chúng ta khởi nghiệp, nó bắt đầu từ cuộc hành trình cuộc đời của mình. Cái quyển thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Cái quyển này chứa đựng 101 những bài học trong kinh doanh, mà các bạn lật ra bất kỳ cái trang nào thì nó có 101 bài học lận, các bạn cũng học được trong cái hành trình kinh doanh của các bạn. Cái quyển Bị Dân Đầu Quay là cái quyển này tiếng Anh thì chúng ta bán trên trang Amazon. Vâng, và vừa rồi mình một chút xíu mình giới thiệu về các chút xíu để mình giới thiệu để các bạn nắm được về mình. Và hàng tuần thì cũng tại trung tâm của mình luôn có cái lớp kinh doanh khởi nghiệp hoàn toàn miễn phí vào tối thứ năm hàng tuần. Và các bạn nào quan tâm thì các bạn chỉ việc để lại thông tin inbox cho mình cái số điện thoại thì các bạn sẽ được các em nhân viên như thế nào sẽ hỗ trợ giúp các bạn để các bạn đi tham gia các cái chương trình học. Và cứ nửa tháng một lần thì mình có cái lớp làm chủ doanh nghiệp miễn phí, nó rất là ý nghĩa. Và nó đã cho tới giờ thì mình đã chia sẻ đến 146 khóa rồi. Trong 9 năm, 1 năm qua. Vâng. Và bây giờ là mình đi vào cái chủ đề chính. Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu mà sẵn sàng rồi thì các bạn comment xuống. Các bạn ghi các bạn sẵn sàng rồi. Các bạn giới thiệu về các bạn đi. Mình cũng đã giới thiệu về mình rồi thì bây giờ các bạn giới thiệu về các bạn. Bạn nào lần đầu tiên xem livestream mình thì các bạn bấm số 1. Và bạn nào mà đã quen biết mình thì các bạn bấm số 2. Để chúng ta cùng nhau quen biết nhau các bạn ơi. Cùng nhau quen biết nhau. Và các bạn có thể chia sẻ livestream này về nhà các bạn. Vâng, và bây giờ mình lại bắt đầu vào cái chủ đề chính. Chủ đề này như thế nào hôm nay mình nói các bạn về chủ đề gì những lựa chọn nhỏ, những hành động nhỏ, những công việc nhỏ nó sẽ tạo ra đến các bạn những cái gì những cái kết quả nó rất là to lớn. Tại sao nó như vậy? Bởi vì mỗi ngày mà chúng ta đang sống này, mỗi phút giây, mỗi tiếng đồng hồ, mỗi buổi và mỗi ngày, mỗi tuần chúng ta trôi qua thì thực sự bản chất của nó chính là cái hình ảnh thu nhỏ của cái cuộc đời của các bạn thôi. Đó là lý do mà mỗi ngày nó đi qua, mỗi ngày mà cái cuộc sống bạn đi qua nó là cái điểm khắc họa, nó là một cái dấu mốc, nó là một cái kỷ niệm để nó tạo ra cái cuộc đời bạn trong tương lai. Và những cái công việc, những cái hành động bạn làm ngay hôm nay này thì chính là cái kết quả của bạn tạo ra trong tương lai, cũng như là hiện tại các bạn đang có những cái kết quả gì thì đó là do chính những cái hành động của bạn ở trong quá khứ. Các bạn có nhận ra điều này không ạ?
Đó là chính những cái hành động, những việc làm của bạn ở trong quá khứ, và chính những điều đó nó sẽ tạo ra cái kết quả của bạn ngày hôm nay. Và bạn muốn có cái kết quả của bạn nó tốt hơn trong 1 năm nữa, trong 2 năm nữa, trong 5 năm nữa, trong 10 năm nữa, thì đó là chính những cái công việc và những hành động của ngày hôm nay nó sẽ tạo cho bạn kết quả trong tương lai. Nếu ngày hôm nay bạn là một người sinh viên kế toán thì chắc chắn trong tương lai bạn sẽ là cái người cử nhân kế toán. Nếu ngày hôm nay bạn quyết định, bạn nghiên cứu về những cái kiến thức làm chủ doanh nghiệp, bạn nghiên cứu về những cái kiến thức kinh doanh, và từng ngày nó tích lũy như vậy, thì 2 năm nữa, 3 năm nữa, 5 năm nữa bạn sẽ trở thành một người chủ doanh nghiệp. Các bạn có nhận ra điều này không ạ? Nghĩa là những hành động của ngày hôm nay nó sẽ tạo ra kết quả của bạn trong tương lai. Và hồi nãy giờ là mình chia sẻ các bạn một cái ý đầu tiên, và các bạn thấy cái điều này có hữu ích không ạ? Nếu hữu ích thì các bạn comment xuống, và các bạn nói là điều này rất là hữu ích. Vâng, chào bạn Nguyễn Văn Vượng, em comment xuống đi ạ. Hồi nãy giờ em đã xem được cái gì ạ? Rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn Vượng rất là nhiều. Bạn nào đang xem livestream của mình và lần đầu tiên bạn xem, bạn biết mình thì các bạn comment số 1 đi. Và bạn nào đã biết mình rồi thì các bạn comment số 2. Các bạn đang ở khu vực nào thì các bạn cũng comment xuống để cho mình biết. Và hồi nãy mình có giới thiệu 2 cái quyển sách của mình á, và mình có một cái offer rất là đặc biệt này. Vâng, chào em Hồng Trân. Và chào bạn Bùi Kim Đông. Vâng, mình có một cái offer rất là đặc biệt này. Nếu bạn nào đó mà mua 2 cái quyển sách mình ngay bây giờ, mình giá bìa luôn, giá bìa luôn có 210.000 thôi, 210.000 thôi, mình sẽ giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Ồ, chào bạn Lê Ngọc Thảo, rất là tuyệt vời, em online rồi. Và các bạn giao đến nhà bạn trên khắp mọi miền đất nước. Các bạn chỉ cần inbox số điện thoại cho mình thôi thì sách sẽ được giao đến nhà bạn trên khắp mọi miền đất nước. Vâng, và mình free ship cho các bạn luôn, cái free ship là 50.000 đó. Tuy nhiên cái điều đặc biệt là khi các bạn sở hữu 2 cái quyển sách về kinh doanh này thì các bạn sẽ được ép vào một cái group. Cái group này là toàn là những người làm kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước này, và bạn sẽ có cơ hội gì ạ? Bạn sẽ có cơ hội kết nối với tất cả những cái con người này, những người đam mê kinh doanh, yêu quý kinh doanh. Họ xem cái con đường kinh doanh là con đường tuyệt vời, và các bạn sẽ có cơ hội làm quen với họ. Rất là tuyệt vời. Và các bạn giới thiệu về các bạn đi để cho mình cùng biết về các bạn nữa. Cùng kết nối với các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình lại tiếp. Tức là mình quay lại cái chủ đề tiếp. Tức là ý ở đây là những cái gì bạn nói hôm nay, những cái gì bạn suy nghĩ hôm nay, những cái gì bạn học hỏi hôm nay, cũng là những người bạn bạn chơi ngày hôm nay, những cái món ăn, những cái thức uống bạn uống ngày hôm nay, thì tất cả những điều đó không điều gì là miễn phí cả. Chào bạn Ngân Hoàng, rất là vui em xem livestream này. Không gì là miễn phí cả. Và tất cả những điều đó nó đang mỗi ngày nó đóng góp một chút nhỏ để nó hình thành nên gì ạ? Nó hình thành nên cuộc đời bạn, và nó hình thành nên gì ạ? Nó hình thành nên cái số phận của bạn, nó hình thành nên cái số mệnh của các bạn. Nghĩa là nếu hôm nay bạn đọc những quyển sách về kinh doanh, nếu hôm nay bạn chơi với những người bạn về kinh doanh, nếu hôm nay bạn có những cái hành động về kinh doanh, thì chắc chắn tương lai bạn sẽ trở thành một cái người chủ doanh nghiệp rất là tuyệt vời. Chào bạn Lê Nguyễn Thị, rất là tuyệt vời. Rất là vui kết nối với em qua cái live stream này. Và đó là lý do mà những gì chúng ta nói, những gì chúng ta nghĩ, những quyển sách chúng ta đọc, ok chưa, những hành động chúng ta làm hôm nay, đó là gì ạ? Đó là bạn đang tạo ra cái tương lai cho mình. Bạn đang tạo ra cái tương lai cho mình. Nên đó là lý do mà mình nói là những cái lựa chọn nhỏ hôm nay, những cái việc nhỏ hôm nay, nó sẽ tạo ra cuộc đời bạn, nó sẽ tạo ra kết quả lớn cho các bạn trong tương lai. Vậy thì không có một cái hành động nào là vô nghĩa. Ngày hôm nay bạn làm bất kỳ hành động nào, nó đều có ích cho cái cuộc đời bạn hết. Chào bạn Như Đỗ, rất là tuyệt vời. Chào bạn Nhật Phúc Trung, ok, rất là tuyệt vời. Chào bạn Minh Anh, chào bạn Nghĩa Anh, ok. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình live stream ở trên trang fanpage, mà các bạn cũng về được trang fanpage của mình, là các bạn là những người rất là tuyệt vời. Bình thường thì mình live stream bên trang cá nhân, nhưng mà hôm nay mình live stream bên trang fanpage mà các bạn cũng về được, các bạn là những người rất là tuyệt vời. Vậy thì các bạn nên nhớ rằng là
Có nhiều người các bạn sinh ra các bạn cứ nghĩ rằng là các bạn làm không được cái việc đó. À, một người khác, một số người khác họ sinh ra họ nghĩ rằng là họ không thông minh hơn người khác. À, một người khác họ sinh ra họ nghĩ rằng là họ không có năng khiếu bán hàng. À, có người thì họ nói rằng là họ không có năng khiếu làm kinh doanh. À, tất cả những điều đó là do bạn nghĩ chứ không phải là thực tế con người bạn nó như vậy. Sức mạnh của con người mọi người ở bên trong này chúng ta đều có hết. À, chúng ta đều có một sức mạnh rất là to lớn. Và nếu bạn tự tin vào chính mình thì bạn sẽ làm được. À, chào bạn Mai, anh Vinh, ok. À, rất là vui. À, em đã like chia và em đã comment. À, và hồi nãy giờ các bạn nào học được cái bài học gì hay trong cái live stream mình vừa rồi các bạn comment xuống. À, để cho mình biết. Và các bạn nhớ cái chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn nhé. À, chào bạn Nguyễn Minh Thiện, rất là tuyệt vời. Vâng. Và các bạn nên nhớ ra rằng à, những cái gì à? Cái sức mạnh bên trong con người của bạn, nếu mà bạn tin vào bạn làm được thì bạn sẽ làm được. À, không ai tự nhiên lớn lên mà chúng ta làm được hết. Bạn không thể tự nhiên bạn đi xe được, bạn phải học thì bạn mới đi xe được. À, không ai tự nhiên biết đọc biết viết, bạn phải học thì bạn mới đọc bạn viết được. À, chào bạn Tuấn Nguyễn, rất là tuyệt vời em. À, bạn có nhận ra điều này không ạ? À, vậy thì à, các bạn đừng cứ nghĩ rằng là bạn không làm được cái việc đó. Vâng, chào bạn Lâm Tô Dĩ, rất là tuyệt vời em. Bạn hãy tin vào chính cái con người của bạn. Sức mạnh nó nằm ngay phía bên trong con người của bạn. À, và những cái gì bạn chưa làm được là bởi vì bạn chưa biết kiến thức về lĩnh vực đó, là bởi vì bạn chưa gì ạ? Bạn chưa tập trung vào nó, bạn chưa có cái kỹ năng vào lĩnh vực đó, bạn chưa dành thời gian để trải nghiệm đủ lâu, bạn chưa thực hành nhiều với nó, bạn chưa chơi với những người làm trong lĩnh vực đó. Đơn giản nó như vậy thôi, chứ không phải là bạn không làm được. Bạn hình dung ra điều này này chưa? Ok chưa? Nó là cái sự lựa chọn và tập trung hết mình cho nó sẽ giúp cho các bạn thành công trong cuộc sống. À, trên cái hành trình con đường bạn chọn. Vâng. Chào bạn Lộc Nguyễn, rất là tuyệt vời bạn Lộc Nguyễn ơi. Ok chưa? À, rất vui là em xem cái live stream này. Nó là ai, con người phía bên trong con người của chúng ta ai cũng đang có một cái sức mạnh rất là tuyệt vời. Và cái còn lại là các bạn phải như thế nào ạ? Trách nhiệm cuộc đời bạn là bạn phải phát huy cái sức mạnh rất là mạnh mẽ trong con người của bạn để làm gì ạ? Để bạn phụng sự cái cuộc sống của bạn. À, bạn phụng sự gia đình của các bạn, bạn phụng sự xã hội này. À, cái đó là cái trách nhiệm cuộc đời của các bạn. Vâng, mỗi lần em nghe thầy nói chuyện thì em được tiếp thêm nhiều năng lượng, rất là tuyệt vời bạn Nghĩ Anh, rất là tuyệt vời. Chào bạn Đặng Thị Minh Hậu, rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã xem cái livestream. Hôm nay mình livestream trên cái trang fanpage của mình và mình livestream nhanh thôi, mình không có livestream lâu đâu. À, và các bạn liên tục xem cái livestream đi. À, và tiếp theo ạ, vậy thì chúng ta phải biết nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta qua cái sự nỗ lực từ cái sức mạnh bên trong của chúng ta. À, chúng ta phải ý thức được rằng chúng ta nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình của mình. À, chúng ta phải ý thức được rằng chúng ta nâng cao chất lượng cuộc sống từ những người liên hệ với ta, kết nối với ta. À, chào bạn An Vui. À, khi mà bạn có được cái ý thức đó thì nó rất là ý nghĩa, là những cái hành động bạn làm nó sẽ gì ạ? Nó sẽ rất là tích cực, nó sẽ mang được cái kết quả tốt đến cho rất là nhiều người. À, mỗi ngày bạn thức dậy và bạn chỉ cần ý thức ra được rằng mình phải nâng cao chất lượng cuộc sống của mình phải nâng cao chất lượng cuộc sống những người thân quen của mình phải nâng cao chất lượng cuộc sống những ai chúng ta kết nối, thì tự nhiên con người bạn nó rất là tích cực, nó rất là năng lượng. Nếu bạn là một người chủ doanh nghiệp thì bạn luôn có ý thức rằng mỗi ngày mình giúp cho khách hàng của mình họ đạt được những kết quả tốt hơn. À, mỗi ngày mình giúp cho nhân viên của mình các em nó nâng cao tay nghề, nó học giỏi hơn. Mỗi ngày mình giúp cho đối tác của chúng ta họ có tư duy tốt hơn, họ phát triển tốt hơn, thì lập tức cái con người của bạn nó luôn luôn năng lượng. Ok chưa? Nó là chúng ta hãy ý thức ra một điều rằng chúng ta hãy nâng cao chất lượng cuộc sống ta bằng tất cả mọi nỗ lực mà chúng ta đang có. Bạn nhận ra điều này không ạ? À, vậy thì hồi nãy giờ các bạn nào đã học được những cái bài comment của mình, đã học được cái bài học của mình, thì các bạn
comment xuống để cho mình biết đi. À, bạn nào lần đầu tiên mà biết mình thì các bạn gõ số 1 xuống để cho mình biết, để chúng ta cùng nhau kết nối làm quen nhau. Các bạn ở cái khu vực nào thì các bạn cũng kết nối với mình. À, các bạn nhận ra điều này nè chưa? Và các bạn hãy dành mọi nỗ lực cho nó, các bạn hãy lao vào nó, các bạn hãy dấn thân vào chính hành trình con đường của bạn chọn để làm cho cuộc sống nó tốt hơn, bởi vì nó vô cùng xứng đáng. À, nó vô cùng xứng đáng các bạn à. À, bởi vì chúng ta chỉ có sống có một lần à, và chắc chắn rằng chúng ta sống không quá dài. Nâng cao chất lượng cuộc sống quá tuyệt vời. Vâng, cảm ơn bạn Lộc rất là nhiều. À, em có cái câu comment rất là tuyệt vời. Vậy thì các bạn nên nhớ, người giỏi nhất, người đạt thành quả nhiều trong cuộc sống thì phần lớn họ không phải là người thông minh, không phải là trời ban cho họ có một cái tố chất gì, không phải. Những người mà hiện tại họ đạt chất lượng cuộc sống tốt là những người chăm chỉ, họ luôn năng lượng và họ luôn tập trung vào cái công việc của mỗi ngày. À, nhiều người họ nghĩ rằng những người làm được đó là những người thông minh, không phải. Những người họ làm việc đó họ không phải là thông minh, họ cũng không phải là giỏi giang, không phải là những người học xuất sắc, cũng không có phải như vậy, mà bản thân họ là một người rất là chăm chỉ, một người rất là siêng năng, một người sẵn sàng nghe lời và học hỏi những người xung quanh, và họ luôn tập trung vào cái hành trình của họ, họ luôn tích cực, họ luôn nhiệt huyết với cuộc sống của họ mỗi ngày. À, còn những người chứ có họ không phải là người cái tôi lớn, họ không phải là người ỷ y rằng là tôi là người thông minh, họ cũng không phải là những người mà quá tự ti, không tin vào chính mình thì cũng không có được. À, họ là những người biết cách gì khai thác cái sức mạnh ở phía bên trong của mình. Họ là những người nó như thế nào à? Sẵn sàng ham học hỏi. Em rất tâm đắc với những chia sẻ của thầy, cảm ơn bạn Minh Hậu rất là nhiều. Đúng rồi, thầy học hết 7 là em nghỉ rồi, em ở lớp đến 2 lần. Đúng rồi. À, các bạn thấy chưa, bạn Lộc Nguyễn đó, bạn nói là bạn học hết lớp 7 thôi. À, tuy nhiên các bạn nên nhớ, bạn Lộc Nguyễn hiện tại là đang sở hữu một cái công ty bao bì giấy rất là tuyệt vời, bạn đang làm việc rất là thành công các bạn, các bạn hình dung rồi. Đó là cái sự nhiệt tâm, mình muốn nói là cái sự nhiệt tâm. Đó là những người mà đang đạt được thành quả tốt không phải là những người thông minh đâu, họ không phải là những người thông minh đâu, họ không phải là thiên tài đâu. À, họ chỉ biết rằng là mỗi ngày họ làm một chút, mỗi ngày họ làm từng việc một, mỗi ngày họ đi từng công việc một, mỗi ngày họ trau chuốt từng việc nhỏ một, và tất cả những cái điều đó nó đóng góp giúp cho cuộc đời của họ càng ngày càng phát triển hơn, càng ngày càng tuyệt vời hơn. Mỗi ngày nó mỗi ý nghĩa, và cả cái hành trình của bạn, cả hành trình của những con người đó nó rất là hoàn hảo, nó rất là tuyệt vời. Vậy thì mỗi giờ bạn làm, cũng như cái giây phút mà bạn đang xem mình live stream đây, bạn đang xem những điều tuyệt vời này. Ngày mai bạn làm, ngày mốt bạn làm, rồi một tuần tới nữa bạn làm, một tháng tới những bạn làm, một năm nữa bạn làm, tất cả những hành động ý nghĩa mà bạn tập trung bạn làm theo một cái chuỗi quy trình nhất định vậy, thì chắc chắn rằng nó sẽ tạo ra cuộc đời của bạn rất là tuyệt vời. Nó sẽ giúp cho cuộc đời của bạn nó trở nên phi thường. Và mọi người cứ tưởng là một người phi thường là bản thân họ phi thường, không phải. Một người trở nên phi thường, bạn muốn trở thành một người thành công tuyệt vời thì rất là đơn giản. Mỗi ngày bạn làm những việc rất nhỏ, rất là chỉnh chu và tập trung cho một mục tiêu thì bạn sẽ trở thành một con người rất là phi thường. Ý ở đây mình muốn nói với các bạn rằng, nếu hôm nay bạn chọn cái con đường làm kinh doanh, bạn chọn cái đường khởi nghiệp, bạn đọc những quyển sách về kinh doanh, những quyển sách về khởi nghiệp, bạn đi học, bạn luyện những cái lớp về kinh doanh, những lớp về làm chủ, bạn có những người bạn làm kinh doanh của bạn rất là tuyệt vời, bạn đi tìm những người thầy hướng dẫn cho bạn rất là tuyệt vời, ok chưa? Bạn có những đối tác như các bạn rất là tuyệt vời, và mỗi ngày bạn đeo đuổi nó, một năm nữa, hai năm nữa, ba năm nữa, bạn sẽ trở thành một người chủ doanh nghiệp rất là thành công. Bạn có khát khao và bạn có mong muốn à? Ai cũng khát khao và mong muốn hết. Ai cũng khát khao và mong muốn cái điều tuyệt vời này hết. Cái còn lại là cái quyết định của bạn. Bạn có quyết định bạn chọn cái con đường đó không? À, bản thân mình thì mình luôn mong muốn gì ạ? À,
chia sẻ với bạn cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm, những cái kỹ năng mà mình biết được trên cái hành trình làm kinh doanh của mình, và mình đạt được những cái thành tích của mình để cho các bạn đi trên cái hành trình này. Và nếu các bạn nào mà suy nghĩ và chọn cái con đường đường này, thì có thể là mình với bạn sẽ là người đi trên cái hành trình này, thì các bạn có thể liên hệ với mình qua cái Facebook này, có thể là inbox cho mình, có thể là các bạn mua hai cái quyển sách của mình, cái quyển sách Vượt Biển Lớn và cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, đúng không ạ? Các bạn mua hai cái quyển sách này, Vượt Biển Lớn và Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Thì hiện tại mà các bạn mua hai cái quyển sách này thì các bạn như thế nào ạ? Các bạn sẽ được gì ạ? Tham gia vào một cái group, tham gia vào một cái group. Group này là các bạn sẽ kết nối với tất cả những người làm kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước này, và các bạn sẽ chơi với những con người này. Bạn nào muốn học một cái lớp học hoàn toàn miễn phí thì các bạn cũng liên hệ với mình, inbox cho mình, mình sẽ gì ạ? Mình sẽ mời các bạn đến cái lớp học miễn phí đó. Mình là người sáng lập Vườn Ươm Doanh Nhân B-Training. Mình thành lập nó năm 2009, cho tới giờ cũng đã được 9 năm rồi. Và rất là vui tối hôm nay chia sẻ bạn những cái điều rất là tuyệt vời này. Và mình mong muốn bạn chia sẻ cái livestream này để cho nhiều người biết, để họ nắm được cái nguyên lý. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã xem cái chương trình livestream này. Và bạn nào muốn mua sách hoặc tương tác với mình thì các bạn cứ inbox cho mình nhé. Cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại sau qua những cái livestream sau. Bye bye các bạn.